Xin kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhà nước và pháp luật của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chuyên mục hôm nay có những nội dung chính sau đây. Vì sao một bản án có hiệu lực pháp luật không được thi hành sau nhiều năm? Đẩy mạnh triển khai bảo hiểm y tế học sinh. Thưa quý vị và các bạn, bản án phúc thẩm số 06 của Tòa án Nhân dân tỉnh về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng Phát triển Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tây Đô có hiệu lực pháp luật năm 2013. Theo đó, Công ty Tây Đô có nghĩa vụ trả nợ cho Ngân hàng Phát triển Việt Nam 109 tỷ đồng. Đây là khoản tiền mà Công ty Tây Đô đã vay của Ngân hàng để thực hiện dự án trường tiểu học và trung học cơ sở Thanh Hoa nhưng không thực hiện nghĩa vụ trả nợ. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, Công ty Tây Đô không tự nguyện thi hành. Ngân hàng Phát triển Việt Nam đã có đơn đề nghị cơ quan thi hành án kê biên bán đấu giá tài sản là các hạng mục công trình của dự án trường Thanh Hoa tại khu đô thị mới Đông Hương. Tuy nhiên, đã 5 năm kể từ đó đến nay, bản án vẫn chưa được thi hành, tài sản của nhà nước ngang nhiên bị Công ty Tây Đô chiếm giữ và sử dụng sai mục đích. Qua tìm hiểu được biết, việc thi hành bản án bị tạm dừng và hoãn nhiều lần. Nguyên nhân là do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tây Đô đã tìm nhiều lý do vận dụng quy định của pháp luật thực hiện quyền khiếu nại, thủ tục phá sản để trì hoãn việc thi hành án. Tuy nhiên, điều đáng nói là việc thi hành án không chỉ gặp khó khăn từ phía Công ty Tây Đô mà còn bị trì hoãn bởi chính các cơ quan tư pháp. Trong đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đã có văn bản kháng nghị buộc bản án phải giải quyết lại theo thủ tục giám đốc thẩm. Tuy nhiên, do không có căn cứ pháp lý nên kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã bị tòa bác bỏ, còn Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao phải tự rút kháng nghị của mình. Sau rất nhiều năm bị trì hoãn thi hành án, tiền vốn vay ưu đãi của nhà nước thông qua Ngân hàng Phát triển Việt Nam bị chiếm giữ trái phép, nhà nước thất thu thuế. Trong khi đó, mỗi năm Công ty Tây Đô vẫn bỏ túi hàng tỷ đồng từ việc cho thuê trái phép đất dự án. Toàn bộ 4,3 hectare của dự án trường Thanh Hoa bị Công ty Tây Đô xẻ thịt, chia lô cho hàng chục tổ chức cá nhân thuê lại để kinh doanh dịch vụ ăn uống, vui chơi giải trí. Điều đáng nói là việc làm trái pháp luật này diễn ra ngang nhiên trong rất nhiều năm nhưng không bị các cơ quan chức năng, chính quyền các cấp có biện pháp ngăn chặn. Chúng tôi đánh giá là cơ quan thi hành án cũng như là các cơ quan ở Thanh Hóa chưa vào cuộc một cách quyết liệt. Và đây cũng chính là cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng cái việc thi hành án kéo dài cho đến ngày hôm nay. Qua rất nhiều lần bị trì hoãn thi hành án, trong lần tổ chức bán đấu giá gần nhất vào tháng 6 năm 2018, Tổng cục Thi hành án lại có văn bản yêu cầu Cục Thi hành án Thanh Hóa dừng việc thi hành án để Tổng cục xem xét giải quyết khiếu nại của Công ty Tây Đô về việc yêu cầu kê biên định giá bổ sung đối với các tài sản mới đầu tư phát sinh gần đây. Việc tự ý làm thay đổi cái hiện trạng tài sản này, Công ty Tây Đô không hề báo cáo với ngân hàng. Do đó, theo quy định của pháp luật thì mọi thay đổi hiện trạng, kể cả là đúng thiết kế, thì không phải định giá lại, mà đều thuộc trường hợp là vi phạm hợp đồng thế chấp, vi phạm cái quyết định kê biên là phải khôi phục lại cái tình trạng ban đầu. Làm việc với Cục Thi hành án Thanh Hóa, khi chúng tôi đặt câu hỏi, trong quá trình thi hành án, nếu mỗi lần có đơn khiếu nại, vụ việc lại phải dừng lại để giải quyết, thì đến khi nào bản án mới được thi hành? Đại diện lãnh đạo Cục Thi hành án cho biết. Nếu mà giải quyết theo cái đơn thư của đơn của Công ty Tây Đô cộng với những cái quan điểm đồng tình với Công ty Tây Đô thì vụ việc này không phải vụ việc này và nhiều cái vụ việc khác tương tự như thế này, theo tôi nghĩ là không giải quyết được. Như vậy là ngay trong nội bộ ngành thi hành án cũng không thống nhất trong cách giải quyết. Sự không thống nhất này đã cho thấy khó khăn của việc thi hành án. Vậy có hay không việc một số cá nhân có thẩm quyền đã dùng chính thẩm quyền của mình để bản án bị kéo dài, không thể thi hành? Theo tôi thì giải pháp tốt nhất để giải quyết triệt để vụ việc này là Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Thanh Hóa kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính đối với việc thay đổi hiện trạng, buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu. Nếu như trong thời hạn tự nguyện để thực hiện cái quyết định xử phạt vi phạm hành chính mà Công ty Tây Đô không thực hiện thì áp dụng biện pháp cưỡng chế.
Rõ ràng trong vụ việc này, những khó khăn trong việc thi hành án xuất phát từ nguyên nhân khách quan chỉ một phần, phần nhiều là do yếu tố chủ quan, từ sự chống đối quyết liệt của bên bị thi hành án và việc giải quyết theo hướng trì hoãn kéo dài của cơ quan có thẩm quyền. Phương án để giải quyết dứt điểm vụ việc không khó, nhưng khó ở chỗ cơ quan có thẩm quyền có quyết tâm để giải quyết hay không. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay học sinh sinh viên chiếm gần 25% số dân cả nước. Việc đẩy nhanh tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân. Chính vì vậy, ngay từ đầu năm học 2018-2019, các trường học trong tỉnh tích cực triển khai nhằm nâng tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 1.301 trường học từ cấp tiểu học cho đến cấp đại học với 581.319 học sinh sinh viên. Nếu như năm 2016 toàn tỉnh có khoảng 90% học sinh sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, thì đến nay đã có gần 95% học sinh tham gia bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia của các trường không đồng đều. Một số huyện, tỷ lệ học sinh tham gia bảo hiểm y tế đạt tỷ lệ 100% như các huyện Thọ Xuân, Như Xuân, Đông Sơn. Tuy nhiên, nhiều huyện tỷ lệ mới đạt khoảng 80%. Hiện nay, các trường học trên địa bàn tỉnh đang tích cực đẩy mạnh tuyên truyền vận động để nâng tỷ lệ học sinh sinh viên tham gia đạt mục tiêu 100%. Một số nơi đang khó khăn và do đó là cái việc là ở nhà trường thì năm học 17-18 thì mới có hơn 80% số phụ huynh tham gia. Thì chúng tôi sẽ tiếp tục là thực hiện các cái công tác vận động để năm học 18-19 thì sẽ thực hiện giống cái văn bản của bảo hiểm y tế đưa ra, đó là 100% học sinh tham gia cái bảo hiểm y tế. Thì năm nào cũng thế, nhà trường triển khai đầy đủ về các cái quyền lợi được hưởng cũng như chế độ và cái nghĩa vụ đóng góp. Thì đối với trường chúng tôi thì hàng năm thì học sinh đều tham gia bảo hiểm là 100%. Năm học 2018-2019, mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên có sự thay đổi. Theo đó, từ ngày 1/7/2018, mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên bằng 4,5% mức lương cơ sở. Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, đối tượng đóng 70% còn lại. Cụ thể, số tiền học sinh sinh viên đóng bảo hiểm y tế hiện tại là 43.785 đồng một tháng. Định kỳ, học sinh có thể đóng 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng. Khi tham gia bảo hiểm y tế, học sinh sinh viên được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường, được thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên và được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh đối với học sinh sinh viên có mã thẻ BT, HN, GT, GK, XG và TS trong trường hợp cấp cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật. Ngay từ đầu năm học, ngành giáo dục và bảo hiểm xã hội đã có văn bản hướng dẫn cụ thể và chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế đến các trường học. Đến nay, hầu hết các trường học đều đã triển khai đến tất cả phụ huynh và học sinh những điểm mới của bảo hiểm y tế. Thực hiện công văn hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa, công văn hướng dẫn của Ủy ban Nhân dân huyện Nông Cống và của Bảo hiểm xã hội Nông Cống, thì nhà trường đã triển khai rất hiệu quả công tác bảo hiểm đến toàn thể cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh. Chúng tôi đã lấy cái đội ngũ giáo viên chủ nhiệm làm nòng cốt để tuyên truyền đến học sinh. Tháng 8 năm 2018, Bảo hiểm xã hội huyện đã tham mưu cho Ủy ban dân huyện ban hành các cái văn bản chỉ đạo đến các cái nhà trường cũng như đến chính quyền địa phương, các xã, thị trấn để mà tăng cường cái biện pháp tuyên truyền phối hợp có hiệu quả với các nhà trường, tuyên truyền đến các em học sinh cũng như phụ huynh học sinh để mà đảm bảo tham gia cái bảo hiểm y tế học sinh được đạt tỷ lệ cao. Ngoài những chính sách ưu đãi của nhà nước để đối tượng học sinh sinh viên tích cực tham gia bảo hiểm y tế, cần có sự vào cuộc quyết liệt trong công tác chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, sự phối hợp chỉ đạo của ngành giáo dục và đào tạo và đặc biệt cần có sự quan tâm từ phía ban giám hiệu nhà trường. Chuyên mục Nhà nước và pháp luật tuần này xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.